muốn chiếm lấy trái đất này, trở thành bá chủ của thế giới. Bạn có một trái tim như thế nào? Hello, chị Kim Bơm biết cho tất cả các em. Các em ơi, các em có biết là trái tim của mình phản chiếu cách mình nhìn thế giới này? Và các em có muốn biết là trái tim của mình như thế nào hay không? Nếu có thì chúng ta hãy trả lời 10 câu trắc nghiệm vui sau đây. Rồi các em hãy cộng tất cả những trái tim của mình lại. Đến cuối cái clip này thì Kimber sẽ tiết lộ cho các em biết là các em có trái tim như thế nào nha. Các em ơi, các em nhớ lấy giấy và viết để ghi cái số trái tim của mình xuống. Và các em nhớ là không có câu trả lời nào là đúng và cũng không có câu trả lời nào là sai. Cho nên các em hãy trả lời thật lòng nha. Và chị Kimber sẽ làm thêm nhiều clip như thế này nữa. Cho nên các em đừng quên bấm nút đăng ký để trở thành Lead Kimber tí hon. Và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận được thông báo của chị Kimber. Các em có biết là Big Kim với Kimber đang ở đây phá chị Kimber, cho nên cái công việc quay của chị sẽ rất là khó đây. Ok, thì chúng ta hãy bắt đầu cái video này thôi. Let's go! Let's go! Oops. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là nếu mà bạn thấy một chú mèo đang đi lang thang ở trên đường phố và trong chú mèo này rất là đói bụng luôn chứ không phải là mập mạp như là bếp kem đâu các em, thì bạn sẽ làm gì? Câu A, trời ơi mấy mèo này ốm quá à, tội nghiệp quá, mình phải đi mua cái gì cho mấy mèo này ăn thôi. Câu B, trời ơi mấy mèo này trông đói bụng quá à, mình phải đem bé mèo này về nhà để nuôi. Nếu mà để ở ngoài đường phố thì có lẽ sẽ bị bắt cóc nè, sẽ bị ăn thịt nè, rất là tội, cho nên chắc chắn là mình phải đem bé mèo này về nuôi. Các em ơi, mấy em bây giờ mập quá trời luôn, chị Kim Bơ ẩm mà muốn hết hơi luôn á. Và câu C là trời ơi con mèo này thật là đáng ghét quá đi, đi chỗ khác chơi đi. Rồi các em hãy chọn câu trả lời của mình đi nha. Xong rồi chị Kimber sẽ cho các em số trái tim. Ok, em nào chọn câu A thì sẽ được 2 ngôi sao, chọn câu B thì sẽ được 3 ngôi sao, và chọn câu C sẽ được 1 ngôi sao. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 2. Bạn thích môn học nào? Câu A, mình thích môn toán. Câu B, mình thích môn văn. Và câu C, mình thích môn tiếng Anh. Các em ơi, các em ghét môn nào nhất? Các em nhớ để ý bình luận cho chị Kimber biết nha. Chị Kimber ghét nhất là môn toán luôn đó. Môn toán đối với chị Kimber rất là khó. Và chị Kimber rất là thích môn sinh học và nói chung là khoa học. Ok, các em trả lời chưa? Em nào chọn câu A thì sẽ được 1 điểm, chọn câu B thì sẽ được 2 điểm, và chọn câu C thì sẽ được 3 điểm. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Bạn đang đi chơi công viên và ở trên cái ghế ở ngoài công viên có rất là nhiều những cái bao đồ ăn, bao bánh kẹo và có cái ly mà người ta đã uống hết xong rồi và người ta không có bỏ vào thùng rác mà để ở trên băng ghế các em. Thì bạn sẽ làm gì? Câu A, mình sẽ lập tức nhặt những cái đó bỏ vào thùng rác, tại vì nếu không thì nó sẽ rất nhìn rất là dơ và công viên sẽ trở nên rất là xấu xí. Câu B, cái này đâu phải là việc của mình đâu mà mình phải bỏ vào thùng rác chứ, lát nữa cũng có cô lao công bỏ vào thùng rác thôi. Câu C, mình sẽ nghĩ trong đầu là trời ơi cái loại người gì mà kỳ vậy, năm 2019 rồi mà còn ở đó mà xả rác nữa, đúng là không có ý thức, người này nên trở lại thời tiền sử để sống thì tốt hơn. Rồi các em hãy chọn câu trả lời của mình đi. Và chị Kimber hỏi nhỏ các em nha, là các em có thường hay xả rác lung tung hay không? Nếu có thì các em hãy thay đổi tính đó đi nha, tại vì rất là xấu và không có tốt cho thiên nhiên với lại cái nơi mình ở. Ok, em nào chọn câu A thì sẽ được 3 ngôi sao, hay là 3 điểm, hay là 3 trái tim. Em nào chọn câu B thì sẽ được 1 trái tim. Và em nào chọn câu C thì sẽ được 2 trái tim. Wow, bé bơ ngồi ở đây ngoan quá các em, không có phá gì hết luôn. Bây giờ chúng ta hãy qua câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4, bạn hãy chọn điểm du lịch mà bạn thích nhất.
Câu A, mình không có thích đi du lịch đâu, đi chi cho mệt, mình ở nhà lên mạng thì sướng hơn. Câu B, nơi nào mà có quang cảnh thật là đẹp thì mình sẽ thích đi. Câu C, đi đâu cũng được hết, miễn là có bạn bè là mình sẽ rất là vui. Rồi các em hãy trả lời đi nha. Và sẵn này chị Kimber cũng muốn hỏi các em, đó chính là có nơi nào ở trên thế giới này mà các em rất là muốn đến hay không? Nhớ để ý bình luận cho chị Kimber và những bạn khác cùng biết. Bây giờ chị Kimber sẽ cho điểm nha. Em nào chọn câu A thì sẽ được 1 điểm, chọn câu B sẽ được 2 điểm và chọn câu C sẽ được 3 điểm. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 5. Bạn hãy chọn một trong ba con vật ở trong huyền thoại sau đây để kết bạn. Câu A, unicorn, kỳ lân á các em. Trời ơi, có kỳ lân là mình sẽ cởi đã luôn hả các em, bay lên bay đi đâu không biết nữa. Câu B, mình sẽ chọn một con rồng, tại vì con rồng có biết có thể biết bay nè và còn rất là mạnh nữa, có thể phun lửa nữa chứ. Câu C, mình sẽ chọn con quái vật hồ Loch Ness, tại vì cái con quái vật này nó rất là ghê, mình sẽ dùng nó để nhát người ta. Rồi các em hãy chọn đi nha. Và các em có muốn gì trong mơ kể cho các em nghe chuyện kỳ lân unicorn hay không? Nếu có thì đừng quên cho chị Kim Bơ một like và để ý bình luận nha. Ok, cho điểm đây. Em nào chọn câu A unicorn thì sẽ được 3 điểm, chọn câu 2 câu B thì sẽ được 2 điểm và chọn câu C sẽ được 1 điểm. Ô, nếu mà các em nghe có cái tiếng lách cách đó, thì ở ngoài trời đang bão tuyết các em. Cái hạt nó rất là to và nó rơi vào trong cửa sổ chị Kim bên nè. Và cái máy quay phim nó nằm ngay cửa sổ luôn, cho nên các em có thể nghe tiếng đó. Ở ngoài trời bão tuyết ghê lắm các em, có rất là nhiều tuyết luôn, phủ ngập hết, trắng xóa hết nơi chị Kim bơ ở luôn á. Các em có muốn chị Kimber quay phim ở ngoài không? Nếu có thì đừng quên nói cho chị biết nha. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 6. Bạn tình cờ gặp kẻ thù không đội trời chung với mình thì bạn sẽ làm gì? Câu A, trời ơi, nhìn thôi là mình cũng đã thấy ghét rồi, thấy rất là khó chịu luôn. Mình rất là tức giận, mình muốn làm cho kẻ thù của mình thật là đau khổ. Cái này mà cười ác có được hay không? Câu B, mình sẽ ly ra thật là xa cho người đó không thấy mình, tại vì mình không muốn tiếp xúc với kẻ thù của mình đâu. Các em ơi, hình như ở ngoài trời đang mưa đá chứ không phải là cái tuyết hạt to. Chắc là chị Kimber phải chuyển chỗ quá. Câu C, kẻ thù. Mình làm gì có kẻ thù chứ. Các em ơi, có một câu nói đó chính là hãy tha thứ kẻ thù của mình, tại vì không có điều gì mà làm cho người đó cảm thấy khó chịu bằng sự tha thứ của mình cả. Các em thấy câu nói này có đúng hay sai? Rồi, chị sẽ cho điểm nha. Em là chọn câu A sẽ được 1 điểm, chọn câu B sẽ được 2 điểm và chọn câu C sẽ được 3 điểm. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 7. Bạn hãy chọn giấc mơ của mình. Câu A, giấc mơ của mình là sống một cuộc sống rất là vui, tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Câu B, mình muốn tìm được tình yêu thật sự. Và câu C là mình muốn chiếm lấy trái đất này, trở thành bá chủ của thế giới. Ok, chị Kimber không có cười ác nữa, tại không biết cười ác. Ok, các em chọn đi nha. Chị Kimber cho điểm đây. Em nào chọn câu A thì sẽ được 2 điểm, chọn câu B sẽ được 3 điểm và chọn câu C sẽ được 1 điểm. Wow, các em bây giờ đến câu hỏi số 8 rồi nè. Câu hỏi số 8 thì hơi khó đó nha. Bạn thân của bạn có một người bạn mới và không còn đi chơi với bạn nữa. Bạn phát hiện ra bạn mới của bạn ấy là một người xấu và đang lợi dụng bạn ấy. Bạn sẽ làm gì? Câu A, mình sẽ tìm cách để giải thích cho bạn của mình là bạn đó là người xấu, để cho bạn của mình không có tiếp tục bị lợi dụng nữa. Câu B, mình sẽ không làm gì cả, tại vì bạn ấy không có còn quan tâm tới mình nữa, mình có nói cũng như không thôi. Có khi bạn ấy còn nói là vì mình ghen tị cho nên mới nói xấu bạn của bạn ấy. Câu C, mình sẽ không làm gì cả, tại vì bạn ấy là người phản bội mình. Một ngày nào đó, bạn ấy sẽ sáng mắt ra.
Rồi các em hãy chọn câu trả lời của mình đi nha. Và các em hãy nói cho chị Kimber biết là các em đã từng trải qua trường hợp như vậy hay chưa. Chị Kimber thì trải qua rồi, nhưng mà chị Kimber là người có người bạn mới. Nếu mà các em muốn chị Kimber kể lại câu chuyện của chị thì các em nhớ nói cho chị Kimber biết nha. Các em hãy nhận số điểm của mình nha. Em là chọn câu A sẽ được 3 điểm, chọn câu B sẽ được 2 điểm và chọn câu C sẽ được 1 điểm. Wow, câu hỏi số 9 là này các em. Câu hỏi số 9 là bạn nghĩ bản tính nào là tốt nhất về mình? Câu A, mình rất là thật thà luôn. Câu B, mình rất là trung thành. Và câu C, mình không có đức tính nào tốt cả. Em nào chọn câu A sẽ được 3 điểm, chọn câu B sẽ được 2 điểm và chọn câu C sẽ được 1 điểm. Wow, câu hỏi cuối cùng rồi này các em. Bạn có tin vào phép thuật hay không? Câu A, mình có tin vào phép thuật đó. Câu B, no, mình không tin phép thuật là có thật. Và câu C, không biết nữa, có thể. Các em có tin không? Chị Kimber thì không tin là có thật, nhưng mà cũng không thể là không có thật, tại vì trên đời này đâu có chuyện gì mà 100% đâu hả các em. Cho nên cũng có thể chị Kimber chọn câu C. Rồi bây giờ chị cho điểm nha. Em nào chọn câu A sẽ được 3 điểm, em nào chọn câu B sẽ được 1 điểm và câu C được 2 điểm. Wow, các em ơi, vậy là các em đã trả lời hết những câu hỏi rồi. Bây giờ các em hãy cộng lại những số điểm của mình đi. Và chị Kimber sẽ cho các em biết các em có trái tim gì nha. Và nếu mà các em có trái tim gì á thì nhớ ghi đáp án của mình ở dưới bình luận để cho chị Kimber và những bạn khác biết là các em có trái tim gì. Cộng điểm xong chưa? Bây giờ chị Kimber sẽ nói kết quả nha. Em nào có từ 10 cho tới 15 điểm, có nghĩa là em nào có 10 điểm hay là 11 điểm hay là 12 điểm hay là 13 hay là 14 hay là 15 điểm, Kimber nói rõ ra tại vì có những em nhỏ quá không biết. Nếu em nào có từ 10 cho tới 15 điểm thì sẽ có trái tim đen tối. Bạn là một người hơi bạo lực và những thứ bạo lực đen tối trong cuộc sống làm bạn hào hứng, trong khi những người khác thì rất là sợ, nhưng bạn thì lại rất là thích. Bạn cũng có một vài bản tính tốt đẹp, chỉ cần bạn quyết tâm sửa đổi thì trái tim của bạn sẽ đổi màu. Wow, trái tim đen tối nghe ghê quá hả các em. Những em nào mà có trái tim đen tối thì nếu mà các em làm việc tốt thì trái tim của mình nó cũng sẽ đổi màu thành một màu đẹp hơn. Những em nào có số điểm từ 16 cho tới 20 điểm thì bạn có trái tim lữ khách. Các em ơi, lữ khách là những người mà thích đi khắp nơi đó chứ không có thích ở một chỗ. Sự tĩnh lặng và thanh bình là đồng minh của bạn. Bạn thích ở một mình và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bạn thích đi khám phá thế giới. Mọi người nói bạn hơi ít nói, nhưng bạn nói rất nhiều, nhưng mà nói ở trong suy nghĩ của mình đó. Những thứ đơn giản nhất trong cuộc sống cũng có thể làm bạn nở nụ cười. Ngọn gió là nhà của bạn và nơi nghỉ ngơi của bạn là nơi bạn có thể giúp đỡ mọi người. Ok, bây giờ tới những em có số điểm từ 21 cho tới 25 điểm. Bạn có trái tim ân cần. Bạn thích được tự do, thích khám phá mọi thứ xung quanh. Thế giới này rất đẹp trong mắt bạn, mặc dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào. Bạn luôn cố gắng giúp đỡ người khác, cho dù nếu như sự giúp đỡ đó là bạn rơi vào một tình huống không được tốt cho lắm, nhưng trái tim ân cần của bạn sẽ được đền đáp. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến với những bạn cuối cùng nha. Những bạn có số điểm từ 26 cho tới 30 điểm, bạn có trái tim khổng lồ. Sự quan tâm và tình yêu của bạn to đến nỗi một cái ôm hay một lời nói không thể nào diễn tả được tình cảm đó. Khi gặp người lạ thì bạn hơi ít nói, nhưng với những người bạn đã thân rồi thì bạn nói không ngừng nghỉ. Bạn quan tâm đến người thân của bạn rất là nhiều. Bạn rất sợ sự cô đơn nên bạn luôn cần ai đó ở bên bạn, và rất là nhiều người muốn ở bên bạn
vì bạn cho ra rất nhiều sự yêu thương. Kem ơi, các em được trái tim như vậy, kem nhớ để ở dưới bình luận cho chị Kimber và những bạn khác cùng biết nha. Và nếu mà các em thích những clip như thế này thì đừng quên cho chị Kimber một like thật to và nói cho chị Kimber biết để chị làm thêm cho các em xem nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video sau. Bye bye, love you. Các em đừng quên nhấn vào những clip ở trên màn hình để xem thêm nha. Bye bye. Thank you.